Y Đà Phật Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Tập 54 Người Giảng Đạo Hòa Thượng Tịnh Không Thích Ca Mâu Ni Phật Năm xưa khi còn ở đời Vì mọi người Giảng Kinh Nói Pháp nếu dùng lời hiện đại mà nói Chính là giáo học Thân phận của Ngài Nếu như dùng lời hiện đại mà nói Ngài là một người làm công tác Giáo dục Xã hội Hơn nữa hoàn toàn là giáo học Nghĩa vụ Tuyệt nhiên Cung lý của học trò Một xu học phí Không hề có học phí Phật tiếp nhận cúng dường của học trò rất đơn giản, ba y một bát, buổi một ngày chỉ ăn một bữa cơm, đi ra ngoài cất thực, trải qua đời sống như vậy, cho nên chân thật là là một người công tác giáo dục nghĩa vụ. Dụ. mục đích giáo dục của ngài chính là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh hay nói cách khác nói rõ chính chúng ta cùng chân tướng hoàn cảnh đời sống của chính mình như vậy mà thôi ngày nay lưu lại nhiều kinh điển đến như vậy chính là thế tôn ngày năm xưa sách giáo trình của giáo học. Sách giáo khoa không phải là ngày viết. Chính Ngài nói, sau khi Phật diệt độ, sau khi qua đời học trò của Ngài, từ trong ký ức, đêm đó, chỉnh lý viết ra. Đó mới gọi là kinh điển cả đời giảng được quá nhiều những gì lưu lại rất là phong phú hiện tại thế gian không luận một đại học nào khoa hệ đó có hoàn bị hơn thực tế ra mà nói tập hợp lại tất cả khoa hệ tập hợp lại tất cả khoa hệ của các trường học trên thế giới vẫn không thể viên mãn được như kinh phật đã nói đó là thật không phải là giả tôi thường đi lại rất nhiều nơi trên thế giới tôi thích nhất là đến thăm trường học mỗi lần đến một địa phương nào tôi nhất định đến thăm trường học tốt nhất của khu vực đó tôi đến bắc kinh trước tiên liền đi thăm đại học bắc kinh đại học sư phạm bắc kinh gần bắc kinh là đại học nam khai thiên tân ở nước ngoài những trường đại học nổi tiếng tôi thường hãy đến thăm viếng ngày nay chân thật có thể giải quyết được vấn đề đích thực là phật pháp đại thừa trong Phật Pháp Đại Thừa tinh hoa nhất chính là Kinh Vô Lượng Thọ cùng Kinh Hoa Nghiêm. Đó là tinh hoa trong Phật Pháp Đại Thừa. Chân thật có thể giúp đỡ chúng sanh lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui nhất định phải từ phá mê khai ngộ mà bắt tay vào. Vì thì A Nan hôm nay hỏi mục đích của chính ngay đủ này là vì chúng sanh mà hỏi, không phải vì chính mình. Phật vì mọi người nói rõ cũng không phải vì chính mình, cũng là vì chúng sanh. Cho nên phía sau tán tháng ông năng dẫn như thị di diệu chi di nghĩa. Như thị di diệu chi di nghĩa chính là bộ kinh này đã nói ra. Cũng chính là phía trước nói Phật Phật nhớ nhau Phật Phật nhớ nhau Nhớ là cái gì? Chính là một bộ kinh vô lượng thọ này Kinh vô lượng thọ Chính là tất cả chư Phật 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 nhớ nhau Nếu như đem kinh vô lượng thọ Triển khai ra chính là Đại phương quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phật Phật nhớ nhau Hiện tại Kinh Hoa Nghiêm giảng được rất tường tận, rất không dễ dàng. Kinh vô lượng thọ khai giảng lần này cũng giảng tỉ mỉ với mọi người. Hiện tại bởi vì chúng ta không bị hạn chế bởi thời gian. Năm xưa, mỗi lần tôi đến Singapore, đại khái đều là một tháng. Một tháng là một hạn chế. Ngay trong một tháng, nhất định phải giảng một bộ kinh. Cho nên không thể giảng tỉ mỉ được. Lần này không bị hạn chế Bởi thời gian có thể giảng tỉ mỉ Thế nên giảng tỉ mỉ Thời gian sẽ rất dài Phối hợp để giảng Kinh Hoa Nghiêm Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này Cũng có thể giảng qua được Thế nhưng Kinh Hoa Nghiêm Trước mắt theo cách nói này Tôi cũng rất lo lắng Ban đầu tôi nghĩ trong 5 năm phải giảng xong nó. Xem cách giảng hiện tại, 10 năm cũng giảng chưa xong. Tôi cũng hỏi thử xem ý kiến của các đồng tu nghe kinh. Họ đều thích cách nói này của tôi. Tôi nói vậy thì tốt rồi, các gì mọi người đều là vô lượng thọ. Chiếu theo cách giảng hiện tại này, nhất định vượt qua 10 năm. thế nhưng dạng tỳ mị có cái tốt của tỳ mị đích thực là chúng ta mê đã quá lâu rồi không tường tận giải thích rõ ràng hàm hồ qua loa dạng qua thì không có lợi ích ý niệm của chúng ta vẫn là không thể chuyển đổi được hay nói cách khác cái chuyển đổi này từ mê chuyển đến ngộ đó gọi là chuyển đổi. Từ tà chuyển đến chánh. Từ nhiễm chuyển đến tịnh. Đó gọi là chuyển đổi. Ngày trước chúng ta là mê tà nhiễm. Để qua đời sống mê tà nhiễm. Hiện tại thật chuyển đổi rồi. Chúng ta để qua đời sống giác chánh tịnh. Giác chánh tịnh đó chính là đời sống của Bồ Tát. Chúng ta trải qua đời sống của Phật Bồ Tát. Mê tà nhiễm là phàm phu. Tâm luân hồi, tạo nghiệp luân hồi. Chuyển đổi lại chính là Phật Bồ Tát. Siêu phàm nhập thánh. Anh An hỏi, đó là di diệu chi nghĩa. cái đoạn phía sau đó là thế tôn dùng thí dụ tán thán ông nêu ra công đức của vấn đề này quá lớn nhữ kim tư vấn thắng ư cúng dường nhất thiên hạ a la hán bích chi phật bố thí lụy kiếp chư thiên nhân dân Quyên phi nhu động chi loại Công đức bách thiên dạng bội Sau khi chúng ta vừa nghe lời Tán tháng này của Thích Ca Mâu Ni Phật Có phải là quá đáng hay không? Nêu ra vấn đề này Có thể có được công đức lớn đến như vậy sao? Đó là thật hay là giả? Thế Tôn đã nói qua trong Kinh Kim Cang Phật thì chân ngữ giả Chân thì không giả Lời nói của Phật là chân ngữ Thật ngữ giả Thật thì không hư Như ngữ giả Như là thích hợp dự dặn Lời của Phật nói Nhất định là tương ưng với chân tướng sự thật quyết không quá đáng cũng không bất cập hoàn toàn phù hợp với chân tướng sự thật đó gọi là như ngữ không giọng ngữ không cuồng ngữ cuồng ngữ là khoa trương phật không khoa trương đó là thích ca mâu ni phật cả đời tuân theo nguyên tắc này ngài cũng dạy bảo chúng ta như vậy lời nói này chính là lời chân thật chân thật chúng ta phải nghĩ thử xem công đức của ông được tính như thế nào vậy hôm nay bạn ở trong pháp hội nêu ra vấn đề này thắng là siêu thắng siêu quá siêu quá cúng dường một thiên hạ a la hán bích chi phật công đức này thực tế là quá lớn a la hán cùng bích chi phật đó là phật thường hay nói đó là phước điền chân thật của người thế gian chúng ta tại vì sao chúng ta phải cúng dường họ cúng dường Đơn giản mà nói Chăm sóc đời sống đi lại của họ Không để cho họ bị kém khuyết Trên đời sống vật chất Cúng dường này trong Phật Pháp Phật đó qua bốn sự việc Ăn uống Y phục Ngoà cụ Thuốc thang đây gọi là bốn loại cúng dường. A-la-hán cùng bích chi Phật. Đều là người tu hành đã có thành tựu thù thắng. Có học vấn có đạo đức, có năng lực. Có thể gánh giác được sứ mạng, giáo hóa, chúng sanh. Hay nói cách khác, họ chân thật làm đến được học di nhân sư, hành di thế phạm. Họ chân thật làm đến được. ngôn hành tư tưởng hành vi của họ có thể làm gương mẫu mô phạm cho tất cả mọi người trong thế gian người thông thường chúng ta gọi là chân thiện tri thức họ là thầy giáo tốt của xã hội họ cũng đều là người từ nơi công tác giáo dục xã hội đáng được người tôn kính cho nên bạn phải cúng dường đối với họ bạn làm cho đời sống của họ đời sống của họ tuyệt đối không hề phung phí không hề trải qua đời sống phù hoa nhất định là rất đơn giản chất trực toàn tâm toàn lực cống hiến xã hội vì xã hội đại chúng mà phục vụ cho nên chúng ta có thể cúng dường vì lão sư này thân cần vì lão sư này công đức này liền sẽ rất lớn mọi người chân thật có học vấn có đạo đức ở ngay nơi này ảnh hưởng cả khu vực này trong vô hình chung thay được phong tục có nhiều cái tốt như vậy thì công đức sẽ lớn mà cúng dường bao nhiêu a la hán bích chi phật một thiên hạ một thiên hạ là số tự một thiên hạ này ở trong kinh phật gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Đây gọi là một thiên hạ. Nam Thiện Bộ Châu chính là chỉ địa cầu của chúng ta. Pháp Sư Giác Khoa hôm trước nói Nam Thiện Bộ Châu chính là thế giới ta bà chúng ta là nói sai rồi. Thế giới ta bà là đại thiên thế giới, Nam Thiện Bộ Châu là cái địa cầu này. Giả như Thích Ca Mâu Ni Phật Xuất hiện Ở vào 3.000 năm trước 3.000 năm trước Nhân khẩu thế giới này không nhiều đến như vậy Hiện tại nhân khẩu thế giới này Sắp gần 60 tỷ người Vào thời đại đó 3.000 năm trước vào thời đại đó Chúng ta đem số tự đó rút lại nhỏ hơn đương nhiên chúng ta cũng không cách gì thống kê qua nhân khẩu của toàn thế giới chúng ta tưởng tượng mấy ngàn dạng chắc là có nhân khẩu của toàn thế giới chắc là có đến một hai ngàn dạng vậy một hai ngàn dạng gì a la hán bích chi phật vậy thì còn gì bằng phước bảo đó đến bao lớn nhiều lão sư tốt đến như vậy nhiều thánh hiền đến như vậy bích chi phật ba cái chữ này là dịch âm từ tiếng phạn bích chi dịch thành độc phật là ý nghĩa của giác ngộ cũng dịch là duyên bích chi phật dịch là duyên giác hoặc là dịch thành độc giác phần nhiều xuất hiện không có phật cũng không có phật pháp ở thế gian này họ rất thông minh họ ở cái thế gian này chính họ cũng có thể giác ngộ trình độ giác ngộ của họ là bình đẳng với a la hán thậm chí còn siêu diệt hơn so với a la hán A-la-hán là theo Phật học tập là học trò của Phật. Do tiếp nhận giáo học mà giác ngộ. Duyên giác. Nếu như là theo Phật tu học mà khai ngộ thì gọi là duyên giác. Không theo Phật học tập chỉ chính mình giác ngộ thì gọi là độc giác. Trong Bích Di Phật có hai loại. đây đều là lão sư tốt của người thế gian tấm gương tốt nhất của người thế gian chúng ta cung kính cúng dường đối với họ học tập với họ công đức này thì lớn đó là nêu ra một thí dụ phía sau lại nói bố thí lụy kiếp đó là thí dụ thứ hai cũng có thể đem cái này liên tục mà xem đều được bố thí đây là một đề tài tu học quan trọng nhất trong phật pháp phật dạy chúng ta phật dạy mọi người nếu chúng ta muốn cầu giác ngộ nếu bạn muốn cầu giác ngộ bạn phải học tập từ đâu từ bố thí mà bắt tay vào phải học từ bố thí vì sao vậy phật biết được tại vì sao bạn không giác ngộ tại vì sao bạn mê hoặc điên đảo là bởi vì bạn có lòng tham bạn có lòng bọn sẻn, keo kiệt chính mình có không chịu cho người khác không có thì ưa thích tham muốn mà không biết chán Đó là mê Đó là không giác Nếu bạn chân thật muốn giác ngộ Bạn phải dứt bỏ lòng tham Dứt bỏ bọn sẻn Dưới thế gian Pháp Và suốt thế gian Pháp Đều không có lòng tham Chính mình có có thể cùng cộng hưởng với tất cả chúng sanh. Đó là người giác ngộ. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, việc đầu tiên là phải học bố thí. Trong bố thí, có tài bố thí, có pháp bố thí, có vô ý bố thí, phân ra ba loại lớn này. Bố thí tài Thì nhất định có tiền tài Bố thí pháp thì được thông minh trí tuệ Bố thí vô ý thì được khỏe mạnh sống lâu Chỉ thì, thì bạn nghe rồi Ta vì để muốn có tiền tài Muốn phát tài Muốn thông minh Muốn khỏe mạnh sống lâu Ta mới tu ba loại bố thí này bạn làm ra có đúng hay không không đúng bạn làm không được viên mãn thế nhưng cách làm của bạn như vậy thư hỏi xem tiền tài thông minh khỏe mạnh sống lâu có thể có được hay không khẳng định bạn có thể đạt được có thể đạt được tại vì sau đó bạn không viên mãn Hiện tại cái thế gian này của chúng ta Có rất nhiều người phát tài to Họ cũng rất thông minh Cũng khỏe mạnh, cũng sống lâu Đó đều là nhân trong đời quá khứ Đã tu hiện tại có được quả báo Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát Sau đó bạn liền biết được Tại vì sao nói không viên mãn Họ vẫn là một phàm phu họ vẫn là mê hoặc điên đảo phước báo trong đời này họ hưởng hết rồi đời sau thì phải làm sao vấn đề này sẽ lớn cho nên phật dạy chúng ta phải bố thí bố thí nhất định được cái quả báo này được cái quả báo này thì phải làm sao sau khi được rồi vẫn phải đem nó xả hết quyết định không thể để hưởng thụ khi vừa hưởng thụ thì hỏng rồi, liền mê rồi. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta xả thì được. Nếu bạn xả, xả cái gì? Bạn có được rồi thì phải mau xả ra. Vì thì bạn thật cao minh. Bạn xả được càng nhiều thì bạn có được càng nhiều. Đạt được càng nhiều thì phải mau đem số lượng nhiều đó thảy đều xả hết. Không nên lưu lại, vì thì Tài vật của bạn thọ dục Trí tuệ thêm lớn Khỏe mạnh sống lâu Là vĩnh hằng Là chân thật Đi là Phật nói ra Cái ý nghĩa này Chúng ta phải có thể thể hội Trên Kinh Phật thường hay nói các đồng tu lớn tuổi đều hiểu không những hiểu mà cũng biết giảng thế nhưng phải như thế nào bạn không làm được tại vì sao không làm được tôi không dễ gì kiếm được ra tiền bạn bảo tôi xả bỏ hết ngày mai thì ai cho lại tôi hay nói cách khác dường như trên kinh phật nói cũng không tệ không làm được e rằng có vấn đề. Có thể không phải là thật. Nếu lỡ tôi bố thí rồi ngày mai không có cơm ăn thì phải làm sao? Cho nên không dám bố thí. Vì đối với tài, đối với pháp đều bọn xẻng. Bạn không dám làm. Cho nên ở ngay chỗ này, chúng ta đương nhiên có kinh điển để làm căn cứ chúng ta có lòng tin đối với Bộ sư thích ca mâu ni phật khi thật cái lòng tin này là nửa tin nửa nghi không phải thật đã tin bạn không chịu làm lão sư có quan hệ rất lớn đối với việc tu học của chúng ta quá lớn khi tôi còn trẻ thành thật mà nói rất là ngoan cố Tôi đối với các tôn giáo Hoàn toàn không thể tiếp nhận Nói một vị Pháp Sư nào đến giảng kinh cho tôi nghe Thì không có cửa để vào Ông ấy làm sao có thể khuyên tôi Nếu khi tôi biện luận với ông ấy Chỉ cần mấy câu thì xô ngã ông ấy Thì ông ấy làm sao có thể khuyên tôi Quan hệ của lão sư rất lớn Chúng ta ở ngay trong một đời lão sư mà ta kính ngưỡng nhất lão sư bồi phục nhất chúng ta thân cận ông ấy học tập với ông ấy lão sư giới thiệu với chúng ta thì ấn tượng sẽ hoàn toàn khác tính tâm liền sẽ không như nhau phật pháp của tôi là do tiên sinh phương đông mỹ giới thiệu cho tôi nếu như không phải ông Bất cứ một người nào cũng không thể bảo tôi tin theo Phật. Không thể nào có việc này. Khi tôi còn trẻ, phản đối nhất chính là Phật giáo. Tôi có ấn tượng rất tốt đối với Kitô Tô giáo. Islam giáo chỉ riêng đối với Phật giáo là có thành kiến. Vì sao vậy? Cho là mê tín Nói không ra được đạo lý. Tôi ở Đài Loan, học triết học với lão sư Phương. Ông giới thiệu cho tôi một cách rất có hệ thống. Từ triết học phương Tây nói đến cổ đại Trung Quốc. Triết học sớm nhất của Trung Quốc là Kinh Dịch. Sau đó nói đến Chu Tử. Nói đến Nhị Trình. Triết học Dương Minh. Sau đó, sau khi dạng xong quá trình này, giới thiệu cho tôi biết triết học ấn độ từ triết học ấn độ sau cùng giới thiệu cho tôi đến triết học phật kinh ông nói với tôi triết học phật kinh là định cao nhất của triết học trên toàn thế giới đây mới là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh tôi nghe lời nói của ông vậy mới đến chùa để tìm kinh phật để xem tôi xem phật kinh nhưng không chào hỏi với người xuất gia. Tôi đem kinh Phật xem thành triết học để xem. Không hề có liên quan gì với người tin theo nó. Đây là tâm trạng ban đầu đến học Phật. Cho nên Phương Tiên Sinh chí ít ảnh hưởng tôi ba năm. Vì sao? Sau khi học Phật rồi thân cận với Đại sư chân Gia, Đại sư Chương Gia kéo tôi trở lại mới biết được mình đem kinh phật xem thành triết học để xem là một bộ phận ở trong kinh phật thôi không phải toàn diện toàn diện thì còn cao minh hơn nhiều so với triết học thế nhưng việc này phương tiên sinh cuối đời ông cũng khế nhập được cho nên cuối đời chúng tôi gặp nhau rất là vui vẻ Cuối đời ông mới khế nhập được Khi tôi học với ông Ông mới hơn 40 tuổi vào lúc đó tôi 26 tuổi Cho nên thiện tri thức Là một nhân vật then chốt Nếu không phải là một lão sư Mà ngay trong bác bạn kính phục nhất Thì bạn sẽ rất khó tiếp nhận giáo huấn của ông ấy Vì thì cả đời của chúng ta có được lợi ích thù thắng cả đời có được cái hay của phật pháp cảm ơn đội đức nếu như không phải lão sư chỉ điểm không phải lão sư nhắc nhở chúng ta làm sao biết được thế gian này còn có thứ tốt đến như vậy không biết được sau khi thân cận đại sư chương gia Đại sư chuyên gia liền dạy tôi bố thí Tôi cũng thật chịu nghe lời Ông dạy tôi làm như thế nào Thì tôi làm như thế đó Đây là tục ngữ thường nói Cảm ứng không thể nghĩ bàn Chân thật là càng thí càng nhiều Càng nhiều càng thí Quyết không giữ lại Tôi hiện tại trong mấy năm gần đây Thu nhập của mỗi năm Tôi khái lực tính sơ qua Có hơn một triệu Mỹ Kim Thế nhưng trên người không có bất cứ thứ gì Đến rồi liền cho đi Đến được nhanh thì đi cũng được nhanh Không lưu lại Lưu lại thì sanh phiền não Lưu lại rồi thì bạn xem giá cả ngoài tệ gì đó Thật là phiền não Đó không phải là việc phiền não hay sao Phải giống như một dòng nước không ngừng chảy cho nên các vị đồng tu, các vị tỉ mỉ mà quan sát xem. Bạn có thể ở ngay chỗ này có được lòng tin. Chứng minh lời Phật nói không sai. Bạn thấy gần đây suy thoái kinh tế. Gần như mỗi một người đều bị ảnh hưởng. Chỉ có cư sĩ Lâm là không bị ảnh hưởng. Cư sĩ Lâm không những không bị ảnh hưởng, trái lại còn tăng thêm vì sao nó có thể tăng thêm bổ thí quá nhiều nó thí được nhiều thì cái được càng nhiều chỗ này là một chứng minh rất lớn để cho chúng ta thấy chúng ta thấy được cái hiện tượng này bạn phải chân thật quan sát kỹ lưỡng thì bạn sẽ tin tưởng bằng liền đoạn dứt lòng nghi hoặc bạn liền dám làm Đầu năm nay, cư sĩ Lý Mộc Nguyên vẫn còn lo lắng, ảnh hưởng suy thoái của kinh tế. Những thính chúng của cư sĩ Lâm thấy đều bị ảnh hưởng. Theo lý, thu nhập của cư sĩ Lâm cũng sẽ giảm đi phân nửa. Thế nhưng, khi chúng ta khai giảng Kinh Hoa Nghiêm, khi niệm Phật đường hoạt động, thu nhập bỗng chốc tăng cao. thu nhập còn nhiều hơn so với năm trước cho nên lần này chúng ta đối với việc cứu trợ trung quốc đại lục số lượng này tương đối khả quan cư sĩ lâm chịu xả chịu bố thí Tài pháp vô úy bố thí thấy đều đang làm Bạn thấy mỗi ngày Cúng dường ba bữa cơm Bên dưới cư sĩ lâm cúng dường Bình đẳng cúng dường Phổ biến cúng dường Bất cứ người nào đến đây ăn cơm Đều hoan nghênh Không hỏi Bạn học Phật hay không học Bạn có tin Phật hay không tin Phật Không hỏi Bất cứ người nào đến ăn cơm tôi nghe nói cũng có tín đồ của Kitô giáo cũng có tín đồ hồi giáo thậm chí còn có người hủy bán phật pháp họ cũng đến ăn cơm chúng ta cũng hoan nghênh cũng hoan hỷ chỉ cần đến ăn cơm thì chúng ta đều hoan hỷ cung ứng không điều kiện một phân tiền cũng không lấy Cư sĩ Lý nói với tôi Cư sĩ Lâm từ lúc khai trương cúng dường Mọi người ăn cơm Một năm 360 ngày Mỗi ngày ba bữa cơm Một ngày cũng không thiếu Năm xưa Thì ngày mùng một Tết Nghỉ một ngày Tôi nói với ông không nên nghỉ Ngày mùng một Tết không có cơm ăn thì phải làm sao Vậy thì ăn Tết cái gì Cho nên ngày mùng một Tết cũng cúng dường Theo thường lệ vì tốt như vậy mới là viên mãn Ông nói từ trước đến giờ chưa từng mua gạo Từ trước đến giờ chưa từng mua rau Chưa từng mua dầu Bởi vì mọi người đều biết Mỗi một người đều tặng gạo Tặng dầu tặng rau Hoan hỷ vui vẻ mà đưa đến Tặng đến ăn không hết vì quá nhiều Cho nên nơi đây không sợ người đến ăn cơm Càng nhiều càng tốt càng nhiều càng hoan hỉ ăn không hết ăn không hết thì chúng ta liền tặng đến viện dưỡng lão tặng cho cô di diện chăm sóc những đoàn thể này càng thí càng nhiều thậm chí cư sĩ lý nói chúng ta ra bên ngoài mua đồ người ta đưa hàng đưa đến cư sĩ lâm vừa thấy cư sĩ lâm thì không lấy tiền liền đi Họ không lấy tiền thì bỏ đi Tôi ở nơi đây Rất ít ngồi xe công cộng Đi qua mấy lần Từ Nha Long đi đến nơi đây Ngồi xe công cộng cũng không lấy tiền của tôi Cho nên bạn không sợ bố thí Chân thật là càng thí càng nhiều bạn thấy cư sĩ lâm in kinh đĩa ghi hình đĩa tiếng cd bên đây bạn xem mỗi năm tặng cho bao nhiêu tặng cho toàn thế giới toàn bộ là miễn phí không lấy một xu nào thật chịu bố thí đó là bố thí pháp khai mở trí tuệ cho nên hiện tại cư sĩ Lâm từ trên xuống dưới Người làm công quả Mỗi mỗi đều thông minh Mỗi mỗi đều có trí tuệ Từ do đâu mà có Do bố thí pháp đó mà Càng thí càng nhiều Nhất là khi niệm Phật được hoạt động Niệm Phật được hoạt động không lâu Từ lúc bắt đầu đến nay chưa đầy 3 tháng Bạn thấy thù thắng cỡ nào chứng minh lời của Phật nói cho chúng ta nghe, một chút cũng không sai. Cho nên bố thí xếp vào hành thứ nhất. Bồ tát hạnh đó là hành vi đời sống của người giác ngộ, xếp vào điều thứ nhất, chịu bố thí, chịu giúp đỡ người khác, hoan hỷ vui vẻ mà giúp người khác. Chính mình không có không sợ không nên vì chính mình mà lo lắng Không đáng để lo lắng Tất cả vì xã hội Tất cả vì nhân dân Tất cả vì chúng sanh Không nên vì chính mình Nghĩ đến cũng không nên nghĩ Không luận bạn từ nơi cương vị công tác nào Ôm lấy loài tâm trạng phục vụ mọi người Phục vụ chúng sanh Bạn nói xem Bạn có hoan hỷ, có an vui không? quyết định không có một chút ý niệm tự tư tự lợi đời sống của bạn sẽ rất an vui bồ tát điều thứ hai là trì giới ý nghĩa của trì giới chính là thủ pháp tuân thủ phật giáo huấn đối với chúng ta tuân thủ pháp luật của quốc gia Pháp quy của địa phương Nhân tình phong tục tập quán Cái niệm đạo đức Thì đều phải tuân thủ Thủ pháp là công dân tốt của quốc gia Là học trò tốt của Phật Nhẫn nhục là lòng nhẫn nại Không luận làm bất cứ việc gì Phải có lòng nhẫn nại Bạn mới có thể thành tựu Tinh tấn là cầu tiến bộ Không ngừng đổi mới Không ngừng cầu tiến bộ Thiền định là chính mình có chủ tể Không bị cảnh giới bên ngoài Mê hoặc Không bị cảnh giới bên ngoài dao động Đó gọi là thiền định Trí tuệ là tất cả mọi việc Tất cả lý rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Đó gọi là trí tuệ bát nhã. Phật nói cho chúng ta nghe người giác ngộ. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, cần phải tuân thủ sáu nguyên tắc này. Bố thí Ở chủ này, đều hàm chứa hết năm điều khác. Bởi vì trì giới Nhẫn nhục Là thuộc về bố thí du quý Tinh tấn, thiền định, trí tuệ Là thuộc về bố thí Pháp Cho nên dùng một cái bố thí Đem tất cả hành môn của Bồ Tát Thầy đều bao gồm hết Vì thì bố thí bao lâu lũy kiếp Cái thời gian này quá dài Kiếp là đơn vị thời gian trong Phật Pháp dùng để tính đếm. Trên Kinh Phật nói, có đại kiếp, có trung kiếp, có tiểu kiếp. Tiểu kiếp thì cái tính thế nào vậy? Các Kinh đã nói thì không như nhau. Có rất nhiều cách nói khác nhau. Thế nhưng những cách nói này đều là Phật nói. Phật giảng kinh không phải ở một nơi. Năm xưa khi Phật còn ở đời du hóa thế gian dân du đến khắp nơi cho nên Ngài giảng kinh có thể là tùy theo tập quán của mỗi địa phương Tri thức trình độ Của người mỗi địa phương Không như nhau Do đó nói ra số tự Cũng không như nhau Ngày trước, Lão Cư Sĩ Lý Bình Lan nói Pháp ở trong trường học Đại Chuyên nêu ra một thí dụ rất đơn giản Việc này mọi người đều biết, gọi là tăng giảm kiếp. Vì thì dễ tính. Phật nói, họ mạng của con người, thời kỳ lâu nhất là 8 dạng 4 ngàn tuổi. 8 dạng 4 ngàn tuổi là đến đỉnh. Mỗi lần qua 100 năm giảm đi 1 tuổi. Như vậy mà cứ giảm lần giảm đến 10 tuổi. 10 tuổi là ít nhất. Sau đó từ 10 tuổi lại mỗi 100 năm tăng thêm 1 tuổi, lại tăng đến 8 dạng 4 ngàn tuổi. Một tăng, một giảm như vậy, gọi là một tiểu kiếp. Là đơn vị của thời gian. 12 tiểu kiếp là một trung kiếp. 4 trung kiếp là một đại kiếp. cái số tự này thì có thể tính ra được rất dài ngày nay gọi là số tự thiên văn cái số tự này quá lớn bố thí lụy kiếp lụy kiếp mà chỗ này nói thông thường đều là nói đại kiếp bố thí cho ai bố thí chư thiên nhân dân quyên phi nhu động Hợp hai câu này lại là chúng sanh sáu cõi. Bạn có thể bố thí cho một người. Giúp cho một người thì cái phước này không nhỏ. Bạn có thể giúp cho tất cả chúng sanh sáu cõi. Vậy thì phước báo này quá to, quá lớn. Vì đồng tu học Phật, đại khái đều có thể tiếp nhận cách nói định luật nhân quả. Đó là sự thật. Trong thiện nhân, nhất định được thiện quả Cho nên bạn bố thí nhất định được quả báo Bạn bố thí tài là nhân được tiền của là quả Trọng nhân như thế nào quyết định sẽ có quả báo Quả báo thông cả ba đời Người quyết định có đời quá khứ Có đời dị lai Đó là nói cho bạn nghe Chân tướng của vũ trụ nhân sanh Con người không phải một đời Sáu cõi luân hồi do đâu mà có Là do khởi tâm động niệm của chúng ta Mà biến hiện ra Tuyệt đối không phải do người khác tạo ra sáu cõi Để cho bạn đến thọ dụng Để cho bạn đi luân hồi Không phải vậy Là do chính mình biến hiện ra Chính mình chế tạo ra Chủ này trong Kinh Đại Thừa Phật phân tích cho chúng ta nghe rất rõ ràng Cho nên bạn làm những việc tốt này Công đức sẽ rất lớn Công là nói bạn làm việc Bạn đang làm thiện Đức Là nhận được báo ứng Bạn nhất định được quả thiện Ở trong cái đạo tràng này của chúng ta Hiện lộ ra rất là rõ ràng Thế nhưng ngày nay chúng ta tu loại công đức bố thí này kém quá xa so với trên kinh đã nói. Thế nhưng tỉ mỉ mà nói, mà tư duy, bình lặng mà quan sát, chúng ta ngày nay trên thực tế cũng chân thật đang làm Cho nên công đức này thành thật mà nói cũng không thể nghĩ bàn. Sau khi Phật đem cái thí dụ này nói ra, thực tế mà nói, sợ người đời sau nghe rồi hoài nghi, không tin tưởng. Cho nên phía sau tiếp tục giải thích cho chúng ta nghe. Hà dị cố. Vì sao vậy? Tại vì sao ông vừa hỏi mà có công đức to lớn đến như vậy? Hà dị cố là vì sao vậy? Đương lai chư thiên nhân dân, nhất thiết hàm linh, giai nhân nhự dấn, di đắc độ thoát cố. Công đức này của ông, siêu diệt cúng dường một thiên hạ A-la-hán bích chi Phật công đức bố thí lụy kiếp chư thiên nhân dân lý do chính ngay chỗ này đương lai là nói tương lai phật vào lúc đó nói tương lai thì bao gồm chúng ta hiện tại sau khi phật qua đời đó đều là ngài đã nói đương lai Không chỉ Người y theo pháp môn này Có thể thành tựu Chư thiên nói Chư thiên phải bao gồm cả quỷ thần Nhất thiết hàm linh chính là chúng sanh Ngày này chúng ta gọi là động vật Chúng có linh tánh Chúng có cảm tình Dù hiện tại là phím chỉ động vật Ở trong Phật Kinh nói Chúng sanh chính Pháp giới Được bởi vì A Nan ông hỏi lần này Mọi người đều có thể giải quyết được vấn đề Chưa rồi mới nói lìa khổ được vui Họ chân thật lìa khổ, chân thật được an vui. Cái lìa khổ được vui này không phải là nhất thời, là dịch hằng. Không phải cục bộ, là toàn diện. Cho nên công đức là trăm ngàn dạng lần. Câu nói này là đối xứng một chút cũng không giả Do gì A đang vừa hỏi này Dẫn khởi Thích Ca Mâu Ni Phật Vì chúng ta nói ra bộ kinh này. Cái phương pháp đạo lý này tất cả phạm phu thanh văn duyên giác Bồ Tát những thánh giả này thấy đều được lợi ích nên gọi là phạm thánh tề thâu lợi độ tất bị hoàng siêu tam giới kinh đăng tứ độ ngày trước phật đã nói ra những lý luận phương pháp này chúng ta tu học đều là có giai đoạn đều là có tầng lớp Giống như đi học vậy Từ tiểu học, trung học, đại học Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba Nhất định phải dùng thời gian rất dài Bạn mới có thể tốt nghiệp Bạn mới có thể đem bài khóa của bạn học cho xong cứ như vậy siêu diệt sốc cõi rất khó thế nhưng ngày nay phật nói cho chúng ta nghe một phương pháp rất đặc biệt này không cần phải phiền não như vậy phương pháp rất đơn giản rất dễ dàng rất ổn định lại rất là mau chóng cho nên phương pháp này không chỉ Thích Ca Mâu Ni Phật chính mình nói, tất cả chư Phật Bồ Tát đều nói là nan tính di pháp. Thật khó tin. Làm gì mà dễ dàng như vậy? Thực tế mà nói, lý quá sâu. Phương pháp tuy là rất đơn giản, rất dễ dàng, lý rất sâu. Ai có thể tin tưởng? Nếu như lý, nếu không thể thấu triệt, Chúng ta luôn là hoài nghi đối với pháp môn này. Nhất là đối với phần tử tri thức đối với thời hiện đại. Chúng ta đều là phần tử tri thức. Nói các pháp đại thừa khác, chúng ta dễ dàng tiếp nhận. Năm xưa khi tôi mới học, Phương Tương Sinh giới thiệu cho tôi. Đại sư chương gia chỉ dẫn Tôi đối với tánh tướng hai tông có hứng thú nồng hậu. Đối với pháp môn niệm Phật giảng sanh, tôi không tin tưởng. Lão sư của tôi là lão cư sĩ Lý Bình Nam. Đó là chuyên tu tịnh độ, chuyên hoàng tịnh độ. Tôi ngưỡng mộ đạo đức của ông theo ông học giảng kinh. Ông khuyên tôi tu tịnh độ Vậy tôi đọc Ấn Quang Đại Sư dân sao tôi đọc rồi Sau khi đọc rồi tôi rất bái phục Cũng phản đối tình độ Chịu học hay không? Không chịu học Lão sư khuyên tôi Khuyên rất là cần thiết Ông nói từ xưa đến nay Nhiều tổ sư đại đức như vậy Người có học vấn có đạo đức Đều tu pháp môn này Nếu như thật tu sai rồi Thì cũng không thu thiệt gì Ông có lỗ một lần cũng không có quan hệ gì đâu. Ông khuyên tôi như vậy. Hết lòng, hết dạ. Thế nhưng tôi vẫn là không chịu nỗ lực học tập. Vào lúc nào tôi hiểu cho rõ ràng rồi, cho nên nếu tôi không đem thứ này hiểu cho rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo, nếu bạn bảo tôi đi làm, rất khó. là năm xưa tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm. Tôi giảng qua 17 năm. Tôi ở trên Kinh Hoa Nghiêm tường tận thấu hiểu. Tôi đang giảng Kinh có một hôm bỗng nhiên nghỉ ra. Văn thù phổ hiền học Pháp môn gì? Thiền tại đồng tử học Pháp môn gì? Khi tỳ mị xem ở trên Kinh các ngài đều niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc. Việc này đích thực đối với tôi mà nói Có một chấn động rất lớn Tôi không hề nghĩ đến Các ngài là niệm Phật Cầu giảng sanh tình độ Sau đó Từ trong kinh này Từ đầu đến cuối tỉ mỉ mà quan sát Hiểu rõ cái đạo lý này Khẳng định Pháp môn này Tất cả chư Phật tán thán Thiên kinh dạng luận chỉ quy người xưa giảng kinh kinh này gọi là nhất thừa điệu nghĩa dạng thiện đồng quy bất cả tư nghị tôi mới khẳng định cách nói này mới không hoài nghi cho nên tôi học phật thực tế mà nói đã làm sắp gần 30 năm tôi mới khẳng định pháp môn này chân thật không dễ dàng nếu tôi không có những lão sư tốt này có thể nói tôi gặp được ba vị thầy này Đều là cao thủ Nổi tiếng Thời cận đại Tôi học Phật Có thể nói là vô cùng may mắn Không đi qua con đường quan uổng Thế nhưng do gì phiền não Tập khí của chính mình Mà đã bỏ lỡ Rất nhiều năm Thế nhưng thành thật bà nói Nếu như năm xưa Lão sư Lý giảng Kinh Di Đà cho tôi nghe Giảng cho tôi nghe Kinh Vô Lượng Thọ Như tôi hiện tại giảng được rõ ràng từ tận như vậy Thì tôi sớm đã tin tưởng rồi Họ nói thật ra là bao quát chung chung Không có từ tận như vậy Không có thú thiệt như vậy cho nên phải làm cho tôi mất hết thời gian hay ba mươi năm tôi mới tìm ra được lối đi này mới tin tưởng lão sư ngài đã hết lời khuyên bảo tương đối không dễ dàng hôm nay thời gian hết rồi a di đà phật cẩn dịch vòng tay cư sĩ địa chỉ email vòng tay cư sĩ a cầu gmail com người đọc phật tử thiện quang phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết bồ ba đồng san vì nước cực lạc nam mô a di đà Phật